Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay mình lại đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng đang trong quá trình thi công, nhưng mình vẫn tranh thủ quay để các bạn có những cái mẫu tham khảo. Ngôi nhà này thì có bản vẽ thiết kế chi tiết cả nội và ngoại thất, và mình cũng xin được chủ nhà bản vẽ nhé. Nếu bạn nào chuẩn bị làm nhà, bạn xem kỹ mẫu này. Nếu bạn yêu thích, mình có thể chia sẻ với các bạn cái bản thiết kế này. Ngôi nhà này thì có cái diện tích đất là 10 x 25m chiều sâu, mặt tiền là 10m các bạn nhé. Đó. Thì đây mình đang đứng phía trước cái cảnh quan của ngôi nhà này. Và ngôi nhà được thiết kế rất chi tiết cả nội và ngoại thất nhé các bạn nhé. Sân vườn các thứ thiết kế rất là chi tiết, rất là đẹp luôn. Đây, mời các bạn xem cái hệ cổng. Và cũng được tính toán rất tốt về phong thủy luôn các bạn nhé. Cái cổng là bạn ấy mở sang phía bên tay trái này. Nó thuận theo tự nhiên và cũng thuận theo chiều kim đồng hồ. Đó. Và khi chúng ta đi vào từ bên trái, nó rất thuận với cái thuận nhiều thứ luôn. Cảm ơn các bạn đang xem video trên kênh Nhà Đẹp NTN. Nếu lần đầu tiên bạn xem video trên kênh của mình thì tạm dừng 3 giây, kéo xuống bên dưới đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, mình đi mời các bạn đi tham quan ngôi nhà nhé. Phía bên cạnh là cái tường rào và người em trai. Đó, thì hai anh em đã chung một cái cổng này. Hai ngôi nhà biệt thự mái Nhật 2 tầng hết các bạn nhé. Và đây là phía bên sườn phải thì bạn ấy vẫn để lại 1m để làm trục giao thông đi về phía cuối khu vực bếp và phòng ăn. Đó. Phía trên các bạn đang nhìn thấy là khu vực sảnh phụ, sảnh kính. À, song inox sảnh kính các bạn nhé. Hai năm trở lại đây thì mẫu nhà vườn mái Nhật 1 tầng 2 tầng và cái màu sơn trắng thuần khiết được các bạn sử dụng rất nhiều, và khi lên ngôi nhà nó thực sự đẹp luôn các bạn ạ. Đó. Và đây là khu vực sảnh phụ, bậc cầu thang để đi vào trong nhà. Giờ mình đang đi ra trước sân này. Cái mảnh đất của bạn ấy là 10 x 25 thì bạn ấy đã thiết kế ngôi nhà của mình là 15m và còn để lại 10m làm sân, nên là cái sân của bạn rất là rộng đẹp luôn. Cái chiều rộng của ngôi nhà là 9m và chiều sâu là 15m. Đó. Và khi ngôi nhà có thiết kế thì nó đẹp từng cm, nó đẹp cả hàng rào luôn các bạn nhé. Đẹp từ ngoài cổng hàng rào luôn. Thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. Hai cái cột sảnh của bạn là vuông 50, chân cột ốp gạch giả đá. Thiết kế hệ cửa 4 cánh khuôn gỗ cửa gỗ để đi vào. Đó, phía trên thì bạn đóng trần gỗ rất là đẹp luôn. Cái trần gỗ này thì khoảng 750 một mét vuông các bạn nhé. Và phía bên này là phòng khách của bạn ấy, được khoảng 25 mét vuông. Phòng khách này thì bạn dự kiến là sẽ kê ghế hình chữ U theo dựa theo cái bờ tường và nhìn ra ngoài cửa sổ đây. Đó. Cái cầu thang thì bạn ấy cũng sẽ ốp gỗ cái cột này và có những cái cột nhỏ vào trong. Cầu thang chưa hoàn thiện. Các bạn xem thông cảm nhé, ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện nhưng mình vẫn quay để các bạn có cái mẫu tham khảo. Ngôi nhà này thì có bản vẽ thiết kế bạn ấy mua gần 30 triệu đấy. Nhưng mà mình xin được, bạn nào có nhu cầu thiết kế cái bản vẽ này, mình có thể xin giúp nhé.
phòng khách được khoảng 25 mét nhưng nó vay mượn sang bên kia, tất cả khu vực này nó khoảng 40 mét vuông các bạn nhé. Cái điểm khuyết sâu ở kia bạn sẽ kê kệ tivi đó. Và cái khoang ở trung tâm cầu thang thì được khoảng 12 mét vuông, nó vay mượn tiếp vào khu vực bếp nên ngôi nhà rất là thoáng luôn, và lại có một cửa phụ để đi ra cái sảnh phụ, rất là thoát cầu thang. Như vậy là cái giao thông cũng rất là hợp lý các bạn nhé. Và sâu phía trong này thì bạn thiết kế một phòng tắm chung, một phòng vệ sinh chung. Đây, mời các bạn vào tham quan. Gầm cầu thang thì bạn sẽ đóng cửa tủ để làm cái tủ hầm rượu các bạn nhé. Đó, ở đây thiết kế một cái cửa rất hợp lý, thoáng sáng. Và phòng vệ sinh chung thì bạn đã giấu kín vào đây, rất xa khu vực bếp, rất là hợp lý luôn. Và khu vực bếp và phòng ăn của bạn ấy có diện tích khoảng 25 mét vuông. Đó. Bếp là bạn ấy sẽ thiết kế về vị trí kia và bàn ăn ở đây luôn. Ngồi ở phòng ăn sẽ cực kỳ thoáng luôn các bạn nhé. Đặc biệt cái ngôi nhà này thì bạn ấy đã đẩy khu vực bếp lấu cách ly phía sau cái cửa này các bạn nhé. Và được ốp rất là cao luôn. Chào bà nhé. Đó, khu này là khu bếp đun, là bạn ấy sẽ để đây và đi ra sân ướt phía ngoài kia. Ở đây thì có một phòng ngủ của mẹ gia chủ 18 mét vuông các bạn nhé, và có vệ sinh khép kín luôn, như nhà nghỉ khách sạn luôn. Đó, mình chưa bật điện đâu. Giờ mời các bạn trở lại và tham quan không gian tiếp theo. Mình thấy ngôi nhà này đẹp quá. Và xin luôn được bản vẽ nhé. Bạn nào cần bản vẽ nhà này thì liên hệ với mình nhé. Mời các bạn tham quan tiếp những cái không gian tiếp theo ở phía trên. Thực sự ngôi nhà quá đẹp luôn các bạn ạ. Và cái giá trị xây dựng của ngôi nhà này, chưa tính cửa nội thất, thì nó khoảng 5 triệu đồng một mét vuông. Tổng chi phí của nhà này nó khoảng 1 tỷ 2 các bạn nhé. Giờ mời các bạn lên trên để tham quan khu vực trên tầng 2. Lên khỏi tầng 2 có hơn chục mét để làm trung tâm giao thông dẫn tới các phòng. Phía trước 2 phòng, một phòng ngủ, một phòng thờ. Phía sau 2 phòng ngủ các bạn nhé. Đó, phía sau 2 phòng ngủ đây. Và có một vệ sinh khép kín ở đây, à, một vệ sinh chung cho toàn bộ tầng 2. Xin lỗi các bạn. Đó, phòng vệ sinh được 6 mét vuông đấy các bạn. Vuông vắn rộng rãi luôn, thoải mái luôn. Và rất là thoáng này. Đấy, cái ô cửa các bạn thiết kế to rộng như này thì cái phòng vệ sinh nó sẽ thoáng nhé. Và làm cao hơn một chút nữa, kịch trần đi thì nó đẹp hơn. Mời các bạn tham quan cái phòng ngủ phía cuối này. Phòng này cũng 18 mét vuông bằng mấy phòng bên dưới các bạn nhé. Cửa sổ rất là thoáng luôn. Và ở cái phòng này thì có một cửa để đi ra khu vực sân sau. Khu vực này bạn ấy sẽ phơi phóng ở đây, phơi phóng để máy giặt ở đây, phơi luôn ở đây. Đó, và phía trên là sẽ là mái tôn các bạn nhé. Mời các bạn tham quan tiếp cái không gian phía trước. Đi ra ngoài là khu vực sảnh kính. Khu vực này được khoảng chục mét vuông. Và phía trên là bạn ấy làm bằng song inox nợp kính thủy lực, kính chịu lực. Phòng ngủ phía trước, phòng ngủ này cũng 18 mét vuông và có sảnh về phía trước, view hồ rất là đẹp luôn. Ngôi nhà này mình thấy đẹp quá các bạn ạ.
Nếu bạn nào có cái diện tích đất khiêm tốn 10 x 25 mà chuẩn bị xây dựng thì các bạn cứ theo cái mẫu này là ok. Hãy gọi cho mình để được chia sẻ bản vẽ miễn phí các bạn nha. Mình xin được chủ nhà rồi. Nếu bạn nào yêu thích mình sẽ xin và photo gửi cho các bạn. Đó. Đây là một cái phòng ngủ nữa. Phòng này có 16... À, đây là phòng thờ. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn. Nói nhiều quá nhầm rồi. Phòng thờ 16m2 và có sảnh về phía trước, cũng view hồ đẹp luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy video của mình hay hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những mẫu nhà mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Cần bản vẽ thiết kế, cần chia sẻ nhiều hơn, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.